Từ xưa đến giờ vẫn có câu ghét củ nào trời cho củ đó. Đúng là không sai mà. Hello mọi người, lại là Tiên đây. Ủa, còn nhớ là hôm trước Tiên nói là Tiên không thích ăn canh bún không? Thì đúng ý như rằng hôm nay thèm bún riêu. Nhưng mà đi mấy chỗ rồi chỗ nào cũng không còn bún riêu, chỉ còn canh bún thôi con ơi. Với lại sáng nay á cũng dậy trễ nên đâu còn món gì ăn đâu. Mà không hiểu sao mấy bữa nay á cái bị thèm cái mùi mắm tôm, nên thôi làm tạm cái canh bún full topping cũng thấy ngon lắm rồi. Rồi rồi, cái khúc này á là Tiên phải sức cẩn thận với cái mịt mắm tôm nè. Hôm trước á hả, lanh chanh sao xịt cái mắm tôm lên áo. Trời ơi, ta nói. Rồi rồi, tô canh bún này có đậu hũ chiên nữa, ăn cùng với bún á, trời ta nói vô một miếng nó nhức nách liền. Đây, siêu sao của tô bún là đây. Miếng giò với cục mỡ núng nến sắn một phát á là tan liền trong miệng. Ăn thêm miếng rau muống nè, miếng bún nè, húp cạn nước lèo luôn mới chịu chứ. À, mình được cái là cứ tới ngày tới cử là tự nhiên thèm đồ ngọt à. Ly này là trà sữa trân châu đường đen nha mọi người. Mà không hiểu sao cứ tới chiều là thèm ăn nhẹ cái gì đó à. Mở tủ lạnh ra để kiếm có cái gì hăng không. À, thấy được mấy cái bánh bao nha. 1212 là phải hấp lên lấy ra nhai và ăn liền nè mới đã cái nư. Đến cuối ngày thì đá thêm một tô cơm chiên dương châu cùng với trứng ốp la và tô canh ổ hoa. Rồi êm êm cái bụng rồi đi ngủ nha.